Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cái món chè khoai môn nếp nước cốt dừa. Món này thì không có cái gì đặc biệt, nhưng mà có một số bạn hỏi mình làm sao mà nấu chè khoai môn khoai nó không có bị cứng sau khi mình bỏ đường vô, và cái hạt nếp á, thì nó còn nguyên hạt. Thì mình hôm nay sẽ chia sẻ với các bạn cái cách của mình nấu để cho cái khoai môn nó không có bị cứng lại khi bỏ đường và nếp vẫn còn nguyên hạt. Khoai môn á, thì mình sẽ xài là 400g khoai đã nấu rồi á, nhưng mà mình lấy cái phần clip để cắt khoai môn và hấp á, để cho các bạn dễ theo dõi. Khoai môn thì nếu mà bạn mua có vỏ thì dĩ nhiên mình phải gọt vỏ xong rồi mình cắt ra từng miếng vuông. Miếng khoảng chừng mỗi cạnh cỡ chừng 2 cm, bạn có thể cắt to hơn hoặc nhỏ hơn, cái đó không cần thiết phải chính xác. Sở dĩ mà mình sẽ chia sẻ cái cách hấp là vì cái đó là quyết định khi mà ví dụ như là bạn nấu thẳng vô trong cái nồi thì bạn sẽ gặp cái trường hợp mà khoai bị sượng. Còn mình nấu mà mình hấp trước á, nếu mà bị sượng thì mình bỏ cái khoai môn sượng đó đi, mình lấy cái miếng mà nó chín bột á, thì mình nấu. Mình sẽ xài cái nồi Instant Pot này, bạn có thể hấp bất cứ nồi nào cũng được. Có thể thì nấu thẳng vô trong nước, nhưng mà nếu mình nấu như vậy á, thì nước nó ra cái nước khoai môn nó cũng là cái mùi khoai môn nó bị mất đi, thành ra mình chỉ hấp thôi. Sau khi cắt xong thì mình sẽ hấp nó. Bạn có thể hấp cái sửng hay là bất cứ dụng cụ nào bạn có. Mình thì mình xài cái nồi Instant Pot. Mình sẽ xài nó với lại cái function là steam. Nó xài high pressure. Mình đổ vô cỡ một cốc nước lại, rồi mình chọn steamer, rồi nó đang chỉ chữ normal đó, tức là nhiệt độ trung bình đó. Mình để là cái này là 5 phút, mình thông bớt lại còn 4 phút thôi. High pressure, nó những cái chỗ mà nó đỏ đỏ lên đó là cái đó là mình đang chọn cái những cái nút đó. Rồi khoai chín á, thì mình chuẩn bị đồ mình nấu. Mình sẽ xài cái nếp hạt tròn á, và một lon nước cốt dừa là 400ml, một cốc đường là 200g. Bạn có thể nấu ngọt hơn thì 250g đường, 1/4 muỗng cà phê muối, và mình sẽ xài 3 cốc nước lạnh để mình nấu. Bạn có thể muốn lỏng hơn á, thì thêm nước. Nếp này mình không có cần ngâm, mình chỉ vo sạch thôi. Rồi mình sẽ đổ nước, 3 cốc nước đó, mình đổ hết vô nồi. Đây là mình nấu cái Instant Pot. Mình không có cho chọn high pressure mà mình chỉ nấu thường như sauté, là cái nhiệt độ cao của nấu bình thường á, mình không có đậy cái nắp mà mình xài cái nắp thủy tinh. Rồi sau khi mà nó sôi lên rồi á, mình chuyển nó qua, mình hạ lửa xuống, là hạ lửa bên cái Instant Pot á, thì mình chọn slow cook. Mình hạ nó xuống xong rồi mình bỏ đường vô. Bạn bỏ đường vô khi nào mà bạn thấy hạt nếp nó trong rồi mình mới bỏ đường vô, chứ nếu mà bạn hạt nếp mà nó chưa chín á, bạn bỏ đường vô là nó sẽ bị sống lại. Rồi cho vô nửa muỗng cà phê muối. Nửa muỗng hay là 1/4 muỗng cũng được.
Mình thì mình chỉ bỏ ít thôi, cử bớt muối. Xong rồi thì một lon nước cốt dừa là 400 ml phải không? Bây giờ mình chỉ bỏ 200 ml mình bỏ vô trước. Với cái cách nấu này á, và cái hạt nếp vàng á, là nó sẽ còn nguyên. Tại vì đường vô là nó giữ cái hạt nếp lại, nó không có nát ra. Nhưng mà mình chỉ bỏ nửa cái đường thôi. Nước cốt dừa mình cũng chỉ bỏ vô một nửa. Xong rồi á thì mình sẽ bỏ khoai môn đã chín vô. Trong lúc đó thì cái nồi nó vẫn còn lửa nhỏ, tức là slow cook á. Nếu mà bạn nấu cái nồi nồi thường á, thì cũng lửa nhỏ, để nấu lửa lớn quá thì nó sẽ bị xích cái dưới, tại vì nếp đã chín rồi á, nó sẽ bị khe khét ở dưới cái đáy nồi á. Cho nên thỉnh thoảng mình cũng khuấy khuấy, mình nhẹ nhẹ, mình xài cái muỗng bằng silicon này, mình khuấy nhẹ nhẹ nó thôi. Mình cũng đậy cái nắp bằng thủy tinh đó. Bạn thấy slow cook đó, nó đang ở trong cái hồi nãy giờ, ngoại trừ khi mình bắt đầu nấu thì mình mới nấu cái lửa cao thôi, sau đó mình chỉ để lửa thấp cho nó. Nấu lửa cao cho nó xong rồi cái là mình để lửa thấp, mình nấu cho nếp chín. Chín cái bỏ đường vô, bỏ đường vô, bỏ nước cốt dừa, xong bỏ khoai vô. Rồi bây giờ mình coi lại, mình bỏ thêm đường vô sau khi mà mình bỏ cái khoai môn cho rồi á, thì mình mới bỏ đường cái còn lại á, là cái số đường này nó còn ít á, để cho cái khoai môn mình nó thấm đường từ từ, nó không có bị cứng lại. Mình cũng khoái khoái ở dưới lên, tại vì cái nồi ở trên này nó không phải là nồi chống dính á, thành ra mình lạng quạng là nó bị khét ở dưới. Và thấy hạt nếp nó còn nguyên vậy đó, mình chỉ nấu cho nó thấm đường vô thôi. Bây giờ là mình chỉ khuấy, lâu lâu mình khuấy để cho nó thấm đường vô đều. Rồi bây giờ thì mình cho lát á, mình bỏ cái nước cốt dừa sau cùng vô, thì mình phải bỏ vani. Vani hồi nào mình cũng bỏ nó vô sau cùng. Mình sẽ bỏ cái phần còn lại của nước cốt dừa mình bỏ vô luôn. Các bạn có thể mà nước cốt dừa này các bạn có thể nấu riêng rồi chan lên mặt, nhưng mà mình nấu chung vô luôn. Cái đó là tùy các bạn, tùy cách ăn của các bạn. Còn bây giờ mình chỉ bỏ nó vô chung một lần luôn. Rồi xong mình thấy nó hơi gần sôi lại á, mình không cần sôi tại vì đồ gì mình cũng nấu nó chín hết rồi, thì cái nước cốt dừa nó cần hơi sôi lại là mình tắt lửa mình ăn được rồi. Mình không có trộn hết nước cốt dừa xuống ở dưới, mình vẫn để nó ở phía trên mặt đó, là cái đó là cái thích của mình, còn bạn muốn trộn nó xuống hết cũng được à. Bạn thấy cái hạt nếp nó còn nguyên á, với lại cái khoai môn nó rất là mềm luôn, nó không có bị cứng. Cái này mình cũng có thể mình ăn với các loại đậu rang thêm. Bây giờ mình ăn thử cho các bạn coi. Nấu rất là đơn giản nha. Cái clip này rất là ngắn luôn, nhưng mà mình làm cho đủ có 10 phút á. Chứ ngắn quá thì nó không có gắn quảng cáo. Quảng cáo có gắn có một cái. Và mình cũng đủ thời gian để mình giải thích cho các bạn những cái bước cần thiết. Bạn thấy không? Cái hạt nếp đó, nó mềm, cái khoai nó cũng mềm, đường thấm mùi vani thơm.
Mình ăn hết hai chén luôn á. Rồi cái clip mình để mình chia sẻ với các bạn về cái cách nấu chè khoai môn, nếp, nước cốt dừa, để cho cái hạt nếp nó còn nguyên và cái khoai môn nó không có bị cứng khi mình bỏ đường vô, thì mình sẽ chia nếp mình không có ngâm, rồi khoai môn á thì đường mình bỏ vô hai lần, lần đầu sau khi bỏ nếp, rồi lần sau sau khi mình bỏ khoai môn, mình nước dừa mình cũng bỏ hai lần, bỏ thẳng vô. Còn các bạn có thể tách nước dừa cái đợt bỏ sau thì để mình nấu riêng nước dừa, cái đó sự chọn lựa riêng của cá nhân. Chia sẻ tới đây là coi như là xong. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.